Thưa quý vị, chứng khoán tăng 567 điểm. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã lấy lại được gần một nửa số điểm mất đi một ngày trước. Các thị trường chứng khoán ở Á Châu và Âu Châu bị rớt trầm trọng và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba cũng khởi sự đầu ngày trao đổi ở mức thấp và trong cả ngày là những lên xuống liên tục. Sau khi bị mất 1.175 điểm vào hôm thứ Hai, chỉ số Dow Jones mất thêm 567 điểm ngay lúc trao đổi đầu ngày. Sau nhiều lần lên xuống trong ngày, Dow Jones chấm dứt các mua bán trong ngày thứ Ba với mức tăng là 567 điểm. Dù có sự chao đảo như vậy, các cuộc mua bán cổ phiếu hôm thứ Ba có vẻ diễn ra giống như những gì đã thấy hồi năm ngoái. Đó là các nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phiếu của các công ty làm ăn tốt đẹp khi nền kinh tế phát triển mạnh. Các công ty có giá cổ phiếu tăng lên gồm các công ty kỹ thuật, các công ty bán lẻ như Amazon và Home Depot cũng là các ngân hàng.